Cá nó kêu rồi Nhi. Ngắt ngắt nè. Vậy cá mà cũng mới kêu nè. Ngắt ngắt nè. Bà kia mấy? Bà kia ba. Cá hổm 5 kg. Cá hổm dưới 5 kg. Cá này nay ốm nè. Hồi bữa con kêu mập quá. Đúng rồi, toàn mỡ không. Thấy cứ. Đùa nhìn cái bà. Mày sao câu với kia? Đó ai làm sao đó thì nó nuôi chứ. Đã ha. Bỏ cái gì vô nha mẹ. Cái gì hả? Ừ, trong tủ lạnh em có thẳng hết á. Mưa cũng ê, cái ngạnh nó đâm xuống. Hồi đó bị con cá này chích lần. Dính vô tay lủng lỗ. Ghê quá. Nhất không nhất mà nhất không bằng cách. Không bằng cá giò với cá ngát.